But yeah, I thought now was a good occasion to hand out the donations from you guys. They cũng có vài cái nhà tài trợ muốn ủng hộ, muốn gửi cho Nga và Thủy á. Thì giờ chú phát ra luôn nhá. Là chú so we got a donation from The Animal. The Animal. Đó là cái biệt danh á. Còn một cái chú này, chú Việt Kiều này muốn giấu tên ấy gì á, vô danh á. Dùng cái biệt danh là The Animal. The Animal. 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 À, cũng như là động vật đó hả? Là chú động vật thì chú cũng thấy cái tên hơi lạ lạ. So the animal gửi cho bác Nga trước 5 million for to help, you know, to encourage you in your studies. Thì chú animal gửi cho bác Nga 5 triệu để ủng hộ tài trợ cho việc đi học. Any words? Hi animal, I don't know how to thank you, but I just say thank you so much. Okay, cool. Alright, and Beth Thùy cũng the animal cũng gửi cho. It just feels funny reading out that name, man. The animal cũng gửi cho Beth Thùy một phần 5 triệu để cho tài trợ cho việc làm ăn móng ở Hà Nội. Cháu nói tiếng Việt đấy, nói tiếng Việt cũng được. Thực sự là không biết nói như thế nào, nhưng mà cháu rất cảm ơn chú ấy ạ. Thì chú này cũng chú Việt Kiều thì cũng hiểu tiếng Việt. Cháu mong nếu có cơ hội chú có thể đến Thanh Hóa chơi ạ. Bọn cháu sẽ tiếp đón bằng nhiệt ạ. Cảm ơn chú rất nhiều ạ. Ok. Thì chú tạm ngừng nha. Dạ. Với cũng có một cái cô khác là Jenny Tran. Jenny Tran also sent 3.6 million. Ok, Jenny Tran. Jenny Tran gửi 175 đô, 3.1 triệu. Thì giờ cháu chú ra rồi nha. I'm just gonna give them 3.1 million. I'll give it to Diệp so he can feel involved. So 3.1 triệu từ cô Trần Thị Ngọc Mai gửi cho gia đình với Nga. Diệp okay. Thank you. Thank you so much. Okay, cool. Yeah, that's a neighbor. I like it. Okay. I like. Răng mày vô đây. Không có đến Việt Nam học với hai chị mai gì đâu. Thứ gì về chưa? Okay, that's the neighbor that just paid a visit to say hello. Pretty cool. Cũng tốt ha. Hàng xóm tốt lòng. Kiểu luôn luôn như vậy, kiểu như thế là kiểu cái nét văn hóa đấy chứ. Người ta hay gọi đây là hỏi thăm. Hỏi thăm. Rồi, gọi. Ok. Thì hay thì Nga có gì lời gì nói cho Trần Thị Ngọc Mai không? Cô Trần Thị Ngọc Mai. Cô có nghe được tiếng Việt không ạ? Biết. Cháu chào cô Trần Thị Ngọc Mai ạ. Cháu nói chung là vô cùng biệt danh là Jenny Tran. Jenny Tran. Cháu vô cùng cảm ơn cô và cháu sẽ dùng số tiền này cho học tập để sau này phát triển bản thân, và nếu mà có dịp mà cô có thể về đây chơi thì cô có thể đến nhà cháu và bọn cháu sẽ tiếp đón cô ạ. Cảm ơn cô nhiều. Ok. Như Thùy nói gì cho cô Trần Thị Ngọc Mai. Cháu chào cô ạ. Cháu thay mặt gia đình cảm ơn cô đã ủng hộ một số tiền này để giúp gia đình cháu. Cháu đảm bảo là số tiền này sẽ dùng vào những cái việc chính đáng như học tập của hai đứa em hiện tại. Thay mặt gia đình cảm ơn cô rất nhiều ạ. Chào bà. Đây là hàng xóm. Another neighbor came down to pay a visit. Pretty cool. Chưa? À mới lấy mà. Lấy được 10 bữa nay rồi. 10 bữa nay rồi. Yeah, it's pretty cool, man, to see the community in action, rally around their father paying a visit.
thì mới có một chú cuối nè, chú Bùi Hậu. Chú Bùi Hậu gửi 3.7 triệu. Giờ chú truyền qua luôn nha. So yeah, I got 3.7 million from Bùi Hậu. Bùi Hậu Bùi. He you know, he sent some for the mouse, which I still haven't given a roll out, so I'll give that up later. So 3.7 million, I'll give it to them in small cash. 3.7 Okay, so I said that I'm gonna give them more in smaller change so they can use it easier. So 3.7 triệu phát ra cho Nga Nga nhận nha. Từ chú Bùi Hậu. Cảm ơn chú Bùi Hậu rất là nhiều ạ. Cháu hứa là sẽ dùng số tiền này vào học tập. Cháu cảm ơn chú là rất nhiều ạ. Ok. Thì Điệp có gì nói không? Chú Hậu. Cảm ơn chú. Nói là cháu cảm ơn chú ạ. Cảm ơn chú ạ. Ok, ngon nha. Ok, quay chú Hậu có lời gì để gửi không? Thay mặt gia đình là cảm ơn chú Hậu ạ. Cảm ơn chú đã giúp đỡ cháu, gia đình cháu ạ. Ok, ok, kết thúc gửi rồi. Chứ mẹ có lời gì muốn nói khán giả không? Gia đình tôi cũng xin cảm ơn các cô, các chú đã hỗ trợ cho gia đình một chút quà. Xin cảm ơn. Ok, vâng nha. Thì cảm ơn mẹ Nga và Thùy nấu một cái cơm rất là ngon á cho mình thưởng thức, chứ cũng thấu cảm. Nãy mình nói xuống 12 giờ ấy gì hôm qua mà xuống 2 giờ mấy, 3 giờ mới xuống. Thì cũng thông cảm. Vâng. Thì đó là quên cái lời hứa. Không có gì, chứ tự nhiên. Ok, thì kết thúc ở đây nha. Kết thúc. I'm still munching on the bánh tráng. Bánh tráng. Yeah, but Thuy was saying something very interesting, because some random woman just turned up and you know, just walked through and visited their father, and Thuy was saying that that's the custom here in the provinces of Thanh Hóa, that when someone's sick or they've got a problem, like all the neighbors in the surrounding area, they come and they pay a visit, and they often help with money and food or any kind of service they can provide. And then when that person, you know, they fall ill or they have a situation that needs help, then you know the neighbors will repay the visit. So it's a good sense of community that you know, I was saying that you don't really see that in, you know, in other countries in the modern West. But Thuy was saying that even in Saigon you don't really see that. You know, it's pretty rare to have that sense of community where neighbors all rally around a sick comrade. But yeah, so Nga is also teaching evening classes to make money to pay for her schooling. She gets 200k per month from this kid that we just saw, like her students just came through. You know, I was wondering if we could just pay for that student. The kid looked to come from a humble background. Chứ sao chứ nếu chú tài trợ cho bé đó được không? Để bé đó khỏi trả. Tại kiểu như là mình giúp em nó học là một là chính ấy chú. Còn cái tiền mình lấy thì kiểu như là chỉ là một phần. Okay. So it's only a nominal fee, like, you know, because the helping the smaller kids in the classes is the main aim.
and the extra income is just like a nominal fee, you know, to collect something. But yeah, now is a good occasion anyway. Không, chú vài vài vài. Chú ngủ cơm, chú ngủ cơm nữa. À, chút nữa chú ăn thêm miếng này nữa. Là chú ăn hết cơm rồi. Chút nữa chú ăn thêm miếng bạc. Chú ăn cơm nữa không để cháu lấy. À không. Chú ăn bánh đi. Chú ăn miếng bánh đà này. Không.